chào các bạn Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo khoác len xinh xắn như thế này Mẫu này thì mình sẽ làm cài nút Và điểm nhấn của mẫu này mình sẽ tạo họa tiết cổ tim bằng cái đường viền lai nè Viền lai chỗ phần cài nút Và viền lai này nó cũng tương tự như viền lai phần dưới ha Phía sau thì mình sẽ trang trí họa tiết sư tử cho phần thân áo có điểm nhấn hơn Do clip hơi dài nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân áo Clip sau sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái họa tiết trang trí ha mình sử dụng len miêu cốt 125g, sợi len mát S và chữ đỏ. Độ dày sợi len trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc thì mình dùng kim 4.0 mm. Nếu các bạn mà sử dụng loại len khác thì các bạn sẽ so sánh đầu kim với sợi len. Độ dày của đầu kim nó sẽ to gấp đôi sợi len, giúp cho cái phần thân áo của mình cái mũi móc nó được mềm mại hơn ha. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len. Kim khâu len, kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc và nút cài thì nút cài tùy vào cái size nút mà các bạn canh chỉnh cho mình cái khoảng trống phù hợp ha bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Tùy vào sở thích của mỗi người cũng như là size áo khác nhau, các bạn cần móc cho mình cái xích đầu tiên sao cho cái phần bo áo nó đủ cái độ dày tương ứng với phần thân áo ha. Thì đối với mẫu này mình sẽ móc lên là 5 mũi móc xích. Những bạn nào mà tăng size thì các bạn có thể móc nhiều hơn cho mình 5 mũi xích giúp cho cái phần bo của áo nó được à, to hơn, to bản hơn ha. Khi đã có được cái độ dày của cái phần bo rồi nè, mình có được một cái chiều cao như thế này rồi thì các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích ta đâm kim vào chân xích thứ 5 móc một mũi móc đơn và mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các sai khác thì các bạn cũng làm tương tự ha mình sẽ móc hết cái đoạn xích mỗi chân móc là một mũi móc đơn khi đã móc được đến cuối hàng móc móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Hàng móc tiếp theo nè, ở hàng phía dưới mình có 5 mũi móc tạo ra 5 chân cho hàng tiếp theo. Thì hàng tiếp theo, chân đầu tiên các bạn sẽ móc luôn vào chân móc cho mình một mũi móc đơn. Cho tất cả các size đều làm như vậy ha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, từ chân móc thứ hai trở đi để ý. Ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc nè, một đường nằm bên trên và một đường nằm bên dưới. Thì tất cả các cái mũi móc nằm chính giữa mình đều đâm kim vào đường bên dưới để móc ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn nè, Khi mình đã móc được đến cái chân móc cuối cùng thì ở cái chân cuối cùng này nó tương tự giống như là cái chân đầu tiên, mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường bên dưới nữa ha. Giúp cho cái phần bo của mình nó sẽ được uh, giữ cố định nó không có bị giãn quá. Đây, chân cuối cùng sẽ móc luôn vào chân móc nè. Như vậy ta hoàn tất được hàng thứ hai ha. Tiếp tục hàng thứ ba, móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ ba thì cũng làm tương tự như hàng thứ hai, tức chân đầu tiên và chân cuối cùng mình sẽ móc luôn vào chân móc. Còn các chân nằm chính giữa thì móc vào đường nằm bên dưới ha. Chân đầu tiên nè, móc luôn vào chân móc. Các chân nằm chính giữa thì móc vào đường móc nằm bên dưới. Lưu ý cho mình khi các bạn móc cái phần bo này nè, các bạn móc lỏng tay một chút xíu ha, để cho khi mà mình lên cái phần thân áo, nhiều bạn khi lên thân áo nó sẽ bị rộng quá so với cái chiều mà mình vừa móc ở đây móc chân cuối cùng thì móc luôn vào chân móc nè sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục quay ngược đầu móc mình sẽ làm tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi các bạn đạt được cái chiều dài của cái phần bo áo ha thiệt số đo mình có để ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo nha sau khi đã đạt cho mình được cái chiều dài của phần bo áo rồi nè nó sẽ tạo được những cái đường gợn sóng cho cái phần bo này rồi gặp đôi lại nè ta sẽ có được một cái độ rộng cho phần bo hả thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên về phần thân trên khi mà kết thúc được cái phần bo áo này rồi các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích mình sẽ quay ngược đầu móc theo cái chiều thẳng như thế này Lúc này để ý mình sẽ có các cái chân móc mà mình móc luôn vào chân móc của cái chân cuối cùng và chân đầu tiên của mỗi hàng á. Thì các cái chân móc đã cụ thể rồi nè. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Chân đầu tiên sẽ là cái chân của mũi móc đơn cuối cùng mà mình móc. Móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân còn lại, mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng là cái chân của cái dãy xích đầu tiên á, móc vào một mũi móc đơn. Ta có được một hàng móc tạo ra những cái chân móc cụ thể để mình móc phần thân trên nè. tiếp tục móc lên hai mũi xích nào quay ngược đầu móc lại. Bây giờ mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc. Các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. chân đầu tiên nè, mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường bên trong hay bên ngoài nữa nha. móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. ta hoàn tất được hàng móc kép đơn đầu tiên cho phần thân áo. Tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng tiếp theo này cũng làm tương tự như hàng bên dưới, sử dụng mũi kép đơn để móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường bên trong hay bên ngoài ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Đây là cái phần thân áo mà mình hoàn tất. Các bạn để ý cho mình, chiều cao là từ phần vai cho đến phần lai áo nè. Mình sẽ chia cái chiều cao của toàn bộ thân áo ra làm 5 phần. Phần thứ tư nè và phần thứ năm. Thì cái hàng móc mà mình móc tăng dần lên nè, từ cái phần bo áo xuống dưới nó sẽ chiếm 3 phần 5 so với tổng chiều cao toàn bộ thân áo ha. Móc lên cho mình 3 phần nè. Sau khi đã hoàn tất được phần thân dưới của áo, được 3 phần 5 so với tổng chiều cao toàn bộ thân áo rồi Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần uh, chia nách ở bên trên ha Các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của hàng cuối cùng mà mình có được là bao nhiêu mũi Sau đó mình sẽ chọn cái chân móc nằm chính giữa Chia đôi cái xích ra thì mình sẽ có được cái chân móc nằm chính giữa nè Từ cái chân móc nằm chính giữa này các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào đây Sau đó mình sẽ đặt cái phần thân áo lại Điểm nằm chính giữa của phần thân áo nè, ra hai bên, các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân áo vào điểm chính giữa. Sử dụng thước dây và các bạn sẽ đo cho mình cái phần bo áo ở phía dưới mà mình có nè. Thì phần bo áo ở phía dưới của mình tầm khoảng 3 cm. Tùy vào size các bạn móc ha, đo cho mình cái phần bo áo này trước chiều cao của phần bo áo. Ở đây của mình là 3 cm. Thì từ cái điểm nằm chính giữa nè, các bạn sẽ đặt cho mình cái điểm cái thân áo như thế này, cho cái khoảng cách giữa hai bên với cái điểm chính giữa nó cách nhau là 3 cm bằng với kích thước của phần bo áo. Sau đó tiếp tục sử dụng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình hai điểm ở hai bên. Đánh dấu cho mình xác suất thôi ha. Để cho hai bên bằng nhau thì khi đánh dấu được một điểm rồi đếm cho mình cái số mũi mà mình có được ở đây là bao nhiêu. Sau đó mình tiếp tục đếm ở cái phần còn lại bằng với số mũi móc đó và đánh dấu vào cái điểm đó ha. Như vậy là mình đã chia được hai bên thân trước và thân sau rồi nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân trước trước. Thân trước tạo họa tiết cổ tim nên mình sẽ giảm mũi từ phần cổ đi qua móc lên thêm một mũi móc xích này ta sẽ có hai mũi móc xích khi có được hai mũi móc xích rồi mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn như vậy là ở đây mình đã bỏ qua được một chân móc rồi nè giảm đi được một mũi rồi các chân kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho mình cho đến cái chân mà mình đánh dấu ha Mình móc size nhỏ nhất cho nên mình sẽ móc luôn đến cái chân móc mà mình đánh dấu còn từ cái size lớn hơn trở đi thì phần nách này các bạn sẽ chừa cho mình khoảng tầm 2 cho đến 4 cm tùy vào thân người của mình nó mập hay ốm ha. Hoàn tất được cái hàng đầu tiên này rồi tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc. Từ phần nách đi qua không giảm mũi nên các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn móc luôn vào chân đầu tiên ha móc tương tự cho đến đây chưa cho mình hai chân móc cuối cùng còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tạo cổ tim bằng cách giảm mũi nè chụm cho mình hai chân này lại thành một mũi ha lấy len cho mình lên kim đâm kim vào chân kế cuối kéo len qua chân móc kéo len qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len lần thứ hai đâm kim vào chân cuối cùng kéo len kéo qua hai chân sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim như vậy là hai chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên nè tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại điểm bắt đầu là từ cái phần cổ đi qua thì mình sẽ giảm mũi còn từ phần nách đi qua không giảm mũi thì từ phần cổ đi qua nè bỏ qua cho mình chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn các chân còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn móc tương tự cho đến hết sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa khi mình móc từ phần cổ đi qua thì giả mũi cho cái phần cổ nó nghiêng lại tạo cái họa tiết cổ tim ha. Đây là cái bề ngang của phần áo nè. Thì cái bề ngang này các bạn sẽ chia cho mình ra làm 4 phần. Mình sẽ móc cái phần thân trước nè, hai bên thân trước giả mũi cho đến khi mình đạt được 1 phần tư của bề ngang thân áo. Và khi đã đạt được 1 phần tư đó rồi các bạn sẽ không cần phải giả mũi nữa. Mình sẽ móc đều không giả mũi cho đến khi đạt được chiều cao của toàn bộ phần thân áo để ý cho mình nè, khi mình hoàn tất được phần thân trước rồi, các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc nữa để mình nối với cái phần vai ha. Thì bỏ qua cái hàng móc mà mình móc thừa nè, từ từ cái hàng móc thứ hai trở đi, nó sẽ là cái chiều cao của toàn bộ phần thân áo, tính từ cái hàng móc thứ hai này đi xuống tới cái phần lai áo. Là chiều cao của thân áo ha. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cái phần thân sau Tùy vào size các bạn móc mà các bạn sẽ chia cho mình cái khoảng cách nách này Ở đây mình móc size nhỏ nên mình sẽ móc luôn vào cái chân móc mà mình đánh dấu Còn những bạn nào mà móc size lớn hơn thì các bạn sẽ chừa cho mình ở điểm này Tính từ chân móc mà mình đánh dấu chia ra hai bên sẽ tầm khoảng 2 cho đến 4 cm ha. Móc phần thân sau thì không cần phải giảm mũi ha. Gặp thân trước với thân sau lại, Lưu ý cho mình khi móc phần thân sau, các bạn sẽ móc cho mình ít hơn thân trước hai hàng móc. Chiều cao của toàn bộ thân thân áo trừ cái hàng móc đầu tiên ra thì từ hàng móc thứ hai kéo xuống nó là chiều cao của toàn bộ thân áo. Thì cái hàng móc mà mình móc dư ở phần thân trước nè, khi các bạn gặp xuống nó sẽ bù với lại cái phần thân sau. Đây, như vậy là ta sẽ có được chiều cao của toàn bộ phần thân áo khi mình gặp lại ha. Thì thân sau sẽ móc ít hơn cho thân trước hai hàng móc là được. để móc tiếp các phần thân còn lại tạo cho mình một nút sai nhỏ thì mình sẽ đâm kim luôn vào chân mà mình đánh dấu ha còn sai lớn hơn thì các bạn cứ chừa cho mình khoảng tầm 2 cho đến 4 cm ở cái điểm nách này mình sẽ đâm kim luôn vào cái chân mà mình đánh dấu nè kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích từ phần nách đi qua không cần phải giảm mũi thì mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn từ cái phần cổ đi qua thì mình mới giảm mũi ha thì lúc này mình sẽ chụm hai chân cuối cùng lại sau đó tiếp tục mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho nó bằng với kích thước này khi mà mình đã hoàn tất được hai bên thân rồi các bạn chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu đếm cho mình số mũi móc mà mình có được ở cái phần thân trước này là bao nhiêu mũi sau đó mình sẽ đưa với cái phần thân sau mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc tương ứng với nhau khâu lại nè ở cái điểm khâu đầu tiên và điểm khâu cuối cùng các bạn sẽ đâm kim hai lần để cho nó chắc chắn ha còn các điểm khâu chính giữa thì mình cứ khâu đều khi câu nhớ guốc cho mình cái sợi len nhé Khâu được đến điểm cuối cùng cũng khâu cho mình hai lần sau đó mình tạo một quốc ở đây đoạn len thừa này lát mình móc cái phần tay mình sẽ giấu len vào trong mũi móc ha ta sẽ có được phần thân áo đặt cho mình cái phần thân áo lại thì mình sẽ viền lại ở cái phần cài nút nè chọn cho mình một mặt là mặt phải sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới phần lai áo Kéo cái sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân đó một mũi móc đơn. Khi móc nhớ dấu len nhé. Sau đó làm tương tự cho các chân còn lại, mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được hết cái phần bo rồi nè Đến cái phần thân trên Thì thân trên để ý cho mình Lúc này mình sẽ có các cái chân móc xen kẽ với thân chân móc nè Thì ta có thân chân móc nè Chân móc, thân chân móc Chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có chân móc cụ thể Thì các bạn cứ đâm kim cho mình liên tiếp vào các chân móc Mỗi chân móc mình sẽ móc hai mũi móc đơn Để thay thế cho thân chân móc ha Thì chân móc nè Móc vào hai mũi móc đơn Tiếp tục chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến cái phần mà mình bắt đầu tạo cổ tim á, mỗi chân cứ móc hai mũi móc đơn ha. khi móc đến cái phần mà mình tạo cổ tim nè, nó sẽ thẳng hàng với cái hàng móc phần nách. từ đây nè, giống ra thì đây sẽ là hàng giảm mũi đầu tiên. các bạn dời lên cho mình hai hàng móc. đây là chân móc giảm đầu tiên nè, Và chân móc giảm thứ hai thì đánh dấu vào chân móc giảm thứ hai ha. Mình sẽ móc đến chân móc mà mình đánh dấu. Tháo cho mình kim đánh dấu ra, chân mình đánh dấu đó sẽ móc 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau đó các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái điểm nằm chính giữa ha. Các chân còn lại thì mình cứ viên tương tự. Viên cho mình cho đến hết ha. Khi viên đến cái điểm giao nhau giữa thân trước với thân sau là cái điểm mà mình khâu á thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái điểm giao nhau đó một mũi móc đơn lúc này ở cái phần cổ bên trên mình cũng đã có những cái chân móc cụ thể rồi nè thì cứ viền cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn ha điểm giao kế bên thì cũng làm tương tự và các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết cái phần viền này khi đã viền được đến cuối hàng rồi mình sẽ tạo cái phần bo ở phần lai cài nút thì độ dày nó sẽ tương ứng với cái phần bo ở lai phía dưới và mình cũng sẽ tạo những cái đường gợn sóng giống như cái phần bo thân dưới như thế này. Thì phần bo này mình móc lên 5 mũi móc xích. Các bạn từ cái điểm kết thúc của phần viền này các bạn tiếp tục móc lên cho mình 5 mũi móc xích. Ta sẽ có được cái độ dày của phần lai like cài nút nè. Tiếp tục móc lên một xích. Móc vào 5 chân móc xích đó, mỗi chân là một mũi móc đơn. ta sẽ có được cái độ dày của phần viền la cài nút quay ngược theo cái chiều mà mình viền ở cái phần cài nút nè có hai cách để các bạn kết thúc cái hàng móc này ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái phần mà mình viền á các bạn có thể đâm kim từ trên xuống dưới cũng được hoặc cách thứ hai các bạn có thể đưa kim ra phía sau đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc đó luôn sau đó mình móc vào đây một mũi dời thì cách này nó sẽ hơi khó lấy len một tí ha tiếp tục nè đâm kim xuống dưới đâm từ dưới lên trên vào chân kế tiếp móc một mũi dời khó lấy len nhưng mà nó sẽ đẹp cái mũi móc quay ngược đầu móc có năm chân móc thì bốn chân đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên dưới nó khác với cái phần bo phía dưới là chân đầu và chân cuối móc luôn vào chân móc còn lúc này mình chỉ móc vào cái chân cuối cùng ở phía ngoài vào luôn chân móc thôi còn các chân nằm chính giữa thì mình cứ móc vào đường bên dưới ha. Đây, chân cuối cùng mình sẽ móc luôn vào chân móc nè. Nó sẽ giúp cho cái phần lai của mình nó không có bị quá giãn. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Tiếp tục nè. Chân đầu tiên mình sẽ móc luôn vào chân móc, nó là chân phía ngoài nên móc luôn vào chân móc ha. Các chân nằm chính giữa thì mỗi chân là một mũi móc đơn vào đường móc nằm bên dưới. Cách thứ hai mình đâm kim từ trên xuống dưới vào chân móc nè. Móc vào đây một mũi dời thì nó sẽ dễ lấy lên hơn ha. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp móc mũi dời để mình bắt đầu hàng tiếp theo Lúc này khi quay ngược đầu móc thì nhớ quay ngược chiều kim đồng hồ nha Sau đó mình sẽ móc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa Khi mà mình đã viền được đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở phía bên này ha Tức là cái phần lai like đối diện á Thì các bạn cũng kết thúc cho mình bình thường Sau đó đâm kim vào cái chân mà mình đánh dấu Tức là một bên thôi nha Ta sẽ quay ngược đầu móc lại Quay ngược chiều kim đồng hồ nè Lúc này thì tùy vào cái kích thước nút mà các bạn sử dụng Các bạn chia cho mình cái khoảng trống để mình tạo cài nút Nó tương ứng với cái phần nút ha Mỗi chân là một mũi móc đơn nè Chia cho mình cái điểm cài ở các chân móc nằm chính giữa nha Phần nút mà mình sử dụng sẽ là nút có kích thước 2cm Đường kính 2cm và các bạn cũng có thể sử dụng nút có đường kính khoảng tầm 1,5 cm ha tùy vào kích thước nút mà các bạn chia cho mình cái khoảng trống phù hợp ví dụ như mà 2 cm thì các bạn sẽ chừa cho mình khoảng hai chân móc đây thì hai chân móc đó mình sẽ thay thế bằng hai mũi móc xích sau đó chân cuối cùng móc luôn vào chân móc khoảng trống này nó sẽ tương thích với cái khoảng trống nút 2 cm nè móc lên một xích quay ngược đầu móc mỗi chân móc một mũi móc đơn lúc này các bạn sẽ đâm kim luôn vào khoảng trống mình móc hai mũi móc đơn để giúp cho cái khoảng trống của mình nó lộ rõ hơn ha sau đó mình sẽ tiếp tục móc các cái hàng móc kính và xen kẽ sẽ là một hàng móc tạo khoảng trống tùy vào uh, uh, sở thích của mỗi người mà các bạn chia cho mình cái khoảng trống phù hợp để tạo cài nút và cái phần nút còn lại mình sẽ may ở cái lai đối diện với nó nè Lai like ban đầu mình móc ha, thì nút nó nằm ở đâu các bạn sẽ tạo cho mình cái khoảng trống cài nút tương đương. Thì mình vừa hoàn tất được cái phần lai like cài nút nè. Đối với size này của mình, khoảng cách mỗi cái khoảng trống cài nút nó sẽ cách nhau 8 hàng móc. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn cuối cùng móc một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len đang nằm ở mặt phải nè, ta đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc đó kéo sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ta sẽ hoàn tất được cái phần lai ở cài nút bây giờ mình sẽ móc cái phần tay áo ha tạo cho mình một nút nè phần tay áo mình sẽ móc cái hàng mũi đơn trước móc từ cái phần nách ha khoảng trống nách này thì nhớ là tùy sai ha chứ không có bắt buộc sai nào các bạn cũng móc xét kéo nút qua nè móc lên một mũi móc xích đâm kim vào chân đó móc một mũi móc đơn và lúc này mình cũng có các cái thân chân móc và chân móc xen kẽ với nhau, tương tự giống như cái phần lai like cài nút nè. Thì cứ mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Khi móc nhớ dấu lên ha. Sau khi móc đến cuối vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời móc lên hai mũi móc xích lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi hàng thứ hai trở đi mình sẽ móc mũi kép đơn ha móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng ở phần thân áo mình sẽ quay ngược đầu móc để móc cho mỗi hàng móc thì ta sẽ có mặt trái và mặt phải của mỗi hàng móc xen kẽ với nhau. Thì cái phần tay muốn cho cái họa tiết nó giống như phần thân á, các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Sau đó mình tiếp tục móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng rồi tiếp tục dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi kép đơn cuối cùng mà mình vừa móc. Kết thúc đâm kim vào chân của cái mũi mà mình đánh dấu đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Mình đã có được chân đầu tiên và chân cuối cùng của hàng móc này rồi, các bạn sẽ tiến hành quay ngược đầu móc lại. Thì hàng kế tiếp ngay sát đây nó sẽ có cái chân móc của mũi dời kết thúc hàng phía dưới ha nó sẽ không phải là chân móc, mà cái chân mình đánh dấu mới là cái chân móc đầu tiên của hàng này. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân đó một mũi kép đơn. Những bạn nào mà đã nắm được mũi móc thì mình không cần phải đánh dấu ha. Còn ở đây mình đánh dấu cho các bạn nhìn thấy rõ hơn cái chân mũi dời phía sau nè. Đây mới là chân đầu tiên nhé. Các chân còn lại mỗi chân một mũi kép đơn cho đến chân cuối cùng. thì lúc này cái chân cuối cùng là cái chân sát với cái mũi xích mà mình gây nên nè. Đây là cái phần tay mà mình hoàn tất Muốn cho phần tay của mình nó có cái độ bo nhỏ dần từ nách xuống dưới Thì đến cái hàng thứ hai nè Mình sẽ xen kẽ hàng giảm và hàng không giảm mũi ha Thì độ rộng của phần cánh tay của mình nó hơi rộng quá Khi mà mình móc đến cái phần cổ tay Thì bây giờ mình sẽ giảm mũi cho hàng móc này Giảm mũi thì các bạn sẽ chụm cho mình hai chân cuối cùng lại thành một mũi Thì chân cuối cùng là cái chân mà mình đánh dấu nè dời ra một chân ở phía sau nó nữa, hai chân này chụm lại thành một mũi ha, thì cách chụm tương tự, ta lấy lên, sau đó đâm kim lần lượt vào hai chân móc, kéo lên qua hai chân lần thứ nhất nè, tiếp tục lấy lên, đâm kim vào chân cuối cùng, kéo lên, kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo qua ba chân trên kim, đây ta đã giảm đi được một mũi rồi kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc nè các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa bo cái phần tay áo thì các bạn có thể xen kẽ một hàng giảm một hàng không giảm hoặc là hai hàng không giảm xen kẽ một hàng giảm ha móc cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt gần bằng với cái chiều cao của phần thân áo là được sau khi đã móc được đủ cái độ dài của phần tay áo rồi nè thì các bạn để ý cho mình nè ở cái phần cổ tay nó còn hơi rộng quá mình muốn cho nó giảm để mình viền ở cái phần này nó nhỏ lại một tí nữa nè thì tiếp tục hàng kế tiếp mình sẽ móc mũi đơn để mình giảm mũi ha tùy vào cái độ rộng của phần cổ tay mà các bạn giảm mũi cho mình sao cho phù hợp thế đây mình sẽ móc 4 mũi móc đơn mỗi chân được 4 mũi móc đơn mỗi chân rồi hai chân kế tiếp chụm lại thành một mũi thì cách chụm mũi đơn nè đâm kim vào chân kế bên kéo lên sau đó đâm kim vào chân kế tiếp kéo lên và kéo qua ba đường trên Kim ha như vậy là hai chân chụm lại thành được một mũi ta giảm được một mũi ở đây rồi các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối Tùy vào cái độ rộng của phần cổ tay mà các bạn có thể giảm cho mình 3 mũi mỗi chân, xem hai chân chụm mũi cũng được Hoặc là hai mũi mỗi chân vân vân ha Mình có thể giảm làm sao cho đủ cái độ rộng của phần cổ tay là được Khi viền được đến cuối hàng thì ở các cái chân móc cuối cùng có cái trường hợp là đủ cũng có trường hợp là không đủ ha. Cứ móc cho đến chân móc cuối cùng là được. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Từ đây mình sẽ tạo cái phần bo giống như cái phần lai áo nè. Thì các bạn cũng móc lên cho mình 5 mũi móc xích. Tạo được cái độ rộng cho cái phần bo rồi thì móc lên một xích móc vào năm chân đó mỗi chân là một mũi móc đơn và mình cũng sẽ làm tương tự cho cái phần tay áo này kết thúc nè đâm kim vào cái chân của mũi đơn kế bên móc một mũi dời sau đó đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời để bắt đầu hàng tiếp theo khi quay ngược đầu móc các bạn nhớ quay ngược chiều kim đồng hồ các chân nằm chính giữa thì mỗi chân là một mũi móc đơn vào đường móc nằm bên dưới. Lưu ý cái chân ở phía ngoài cùng thì móc vào luôn chân móc nha. Sau đó viên tương tự cho mình cho đến hết cái phần bo tay áo này. Hoàn tất được cái phần bo tay áo thì cắt một đoạn len vừa đủ dài, sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào hai chân móc tương ứng với nhau và mình sẽ khâu lại cho đến hết sau khi hoàn tất được toàn bộ phần thân áo thì các bạn sẽ khâu cho mình những cái hạt nút tương ứng với khoảng trống mà mình chừa ra để mình cài nút lại ta hoàn tất được phần thân áo rồi nè khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn móc thành công